Why? Chào mừng tất cả các bạn đến với Facebook của đội bóng. Hôm nay Manchester United đã giành chiếc cúp European. Đây là một trong cú ăn ba của Mourinho khi mới về nhậm chức huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ Manchester United vẫn như thường lệ. Những anh sĩ đang đã hỏi why? Đừng hỏi vì sao Manchester vô địch cúp C3 mùa này, một kết quả hết sức xứng đáng cho các cổ động viên của câu lạc bộ Manchester United. Và quý vị đừng quên hãy nói với người thân và bạn bè của mình ủng hộ cho đài truyền hình SBTN bằng cách gọi các hãng cable tại địa phương của mình nha. SBTN One and the Only. Kính mời anh Đăng. Chào cả nhà Facebook. Các bạn đang xem chương trình bình luận phút cầu, chương trình bình luận về đá banh duy nhất tại Hoa Kỳ. Và nếu mà muốn có bình luận phút cầu thì quý vị phải có đài SBTN ủng hộ cho bình luận phút cầu, có nghĩa là ủng hộ cho SBTN. Và ngược lại, ủng hộ cho SBTN là ủng hộ cho bình luận phút cầu. Các bạn cuối tuần đi đâu chơi? Thứ năm và chủ nhật nhớ ghé mua live hát cho nhau nghe. Tiếng hát cộng liền. Muốn hát karaoke thì có karaoke, mà muốn hát live band thì có live band. Âm thanh rất là hay với tiếng hát của nữ ca sĩ kim đầu bếp. Trong bếp thì tên là Sương Phạm, mà ngoài bếp là Cẩm Ly. Lên sân khấu hát tặng, nếu không hát được vừa hát xong là quý vị có thể order luôn. Mực một nắng. Anh biết ở nhà tên gì rồi, ở nhà tên là Sương Sắc. Sương Sắc Sương. Cẩm Ly này là người Nha Trang. Những món chấm của chị thật tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, mới nói là chữ tuyệt vời. Cơm chiên cá mặt luôn hả? Không biết ăn. Phải thử một lần là nhớ một đời được một cái này. Cẩm Ly ơi, chuẩn bị nha, ghé thăm chị đó. Đưa bà lên luôn á. Đưa lên, phóng tim vô Cẩm Ly. Phóng vô cưng.